Mùi hoa giả lý đêm 30 trời
chiều sâu lắm. Lương thiện chúc quý vị được an khang thịnh vượng, tấm tài tấm lão. Quý vị biết không, ông thầy Đờn này ở xa lắm. Năm 29 Lương thị ở Phú Quốc, bên này không có vợ nha, nhưng mà Đờn vậy ca vậy cũng ok phải không? Dạ, thank you. Dạ, giờ ngày lại em xin nhé. Để phục vụ cho quý cô chú anh chị trong buổi trong chương trình siêu thương ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình là một tiếng hát rất lạ, nãy giờ chưa có phục vụ hát lần nào hết. Đó là tiếng hát của Anh Hương với bài hát được mang tên Mười Lòng. Xin mời Anh Hương bước ra sân khấu ạ. Tôi đến đây mà con mời sân khấu.
Xin mời quý vị cùng thưởng thức.